Ok, xin chào toàn thể anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại kênh Vĩnh Quyên Đam Mê Vlog. Hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2023 rồi. Thay mặt cho anh em làm kênh với mình ý, mình cũng xin chúc toàn thể anh em một cái năm 2023 thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc nhé. Và mình cũng xin cảm ơn anh em đã đồng hành cho với cả kênh Vĩnh Quyên Đam Mê Vlog trong cái thời gian vừa rồi. Đón chờ một cái năm 2023 khởi đầu bằng một cái ngày thời tiết quá đẹp trời anh em ạ. Hôm nay Hà Nội nó cũng đã bớt lạnh hơn rất là nhiều rồi. Thời tiết thì đã có nắng từ rất là sớm. Thì ngày hôm nay ở trên trường chim của anh Tuấn Cống ấy, có tổ chức một cái cuộc thi lồng chim phó lùng. Thì một lát nữa mình cũng sẽ lên quay cho anh em một vài các cái tấm hình về cái cuộc thi này, cũng như là những cái lồng, những cái phụ kiện phó lùng. Thực ra thì ngày xưa ấy, lồng phó lùng chúng ta chơi nhiều lắm. Nhưng cả ngày thì cái lồng thái tử kiểu như cái lồng mình đang quay này, thì nó lại có vẻ như là nó tiện dụng hơn với cả anh em chơi chim ở Việt Nam ấy. Thành ra là lồng thái tử bây giờ chiếm số rất là đông. Phó lùng thì sẽ ít người chơi hơn rất là nhiều rồi. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì nó cũng là một trong những cái khởi đầu ấy. Những cái khởi nguồn của cái công việc bắt đầu chơi chim Vĩnh Quyên thì thời điểm ban đầu thì toàn là phó lùng rồi anh em ạ. Đó, thì mình sẽ quay lại một vài cái thước phim. Và đồng thời mình cũng sẽ mời mọi người qua thăm cái vườn quất Tứ Liên nhé. Thì cũng không có gì thay đổi, thì có 3 tuần nữa là Tết rồi. Và vườn quất Tứ Liên là một trong những cái vườn quất có thể nói là lâu đời nhất ở Hà Nội ấy. Bây giờ thì rất là nhiều nơi đã trồng quất rồi. Ở Hưng Yên mình thấy cũng trồng này. Ở bên Văn Giang mình thấy cũng trồng này. Nói chung là mình thấy trồng nhiều nơi lắm. Nhưng mà cái quất ở Tứ Liên nó vẫn có một cái gì đấy rất là đặc biệt. Mình sẽ dẫn mọi người đi nhé. Ok. Hôm nay lên trên cái cuộc thi của anh Tuấn Cống thì mình cũng được một người chị có nhờ cầm đi một con chim. Hy vọng là tí nữa con chim này nó cũng sẽ có kết quả tốt anh em nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thôi. Mình sẽ đi từ phố Tăng Bạt Hổ anh em ạ. Đường ngày lễ vắng tanh luôn. Mọi người nhìn này, vắng tanh luôn, rất là đẹp trời. Mình đến hơi sớm nên là hiện tại là số lồng thì cũng chưa có nhiều lắm. Nhưng mà trộm vía là con chim của bà chị mình thì bắn ghê gớm lắm anh em ạ. Đấy, đó là con chim ở ngoài kìa. Con chim lồng đen ở ngoài cùng bắn ghê gớm luôn. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change. Bên là anh em mình cũng là hết sức là hoan hỉ và vui vẻ để cho hội thi ngày hôm nay có là thành công rực rỡ.
và một khi ngày nay cũng sẽ có 10 cờ từ top 10 một cho từ top giải nhất cho đến top 10 ta sẽ có 10 cờ và đến cuối buổi thì anh em nào mà ở lại liên hoan thì anh em mình đóng 100k để sẽ là liên hoan lẩu vui vẻ rượu thì ở có sẵn cây cam tôi ở công lao đấy thì nó có nhiều trọng ca sau rồi trọng ca không thì đấy là vui vẻ thì anh em sẽ as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. Ok anh em ơi, mình đang ở vườn đào Tứ Liên nhé. Thì vườn quất Tứ Liên chứ. Mọi người nhìn này, khủng khiếp à, đẹp dã man luôn. Khoảng 3 tuần nữa thì là Tết rồi và bây giờ thì các cái cây quất này nó đang cũng bắt đầu quả ương ương chín chín rồi. Đấy, nhìn phê vãi trưởng anh em ạ. Quay phim luôn nhỉ. Đấy, mọi người thấy phê pha chưa? Những cái quất Tứ Liên này nó có một cái rất hay là cái lá của nó nha mọi người nhá. Lá của nó rất là xanh. Mình không hiểu tại sao nhưng mà đấy là nhiều người cũng chia sẻ với mình là như thế. Còn những cái quất ở vùng khác ấy, thì thông thường cái lá của nó lại bị vàng hơn một tí. Mọi người nhìn quả quất này, to như quả chanh luôn ấy. Đây, cái này chung là đi vào đây thích thật sự luôn. Trông xanh xanh như này thôi nhưng khoảng 2 tuần nữa là nó sẽ chín vàng luôn anh em ạ. May đúng là thời tiết rất ủng hộ luôn. Mấy hôm trước ở Hà Nội lạnh, rất là lạnh và không có tí nắng nào cả. Nhưng mà hôm nay thì rất là đẹp rồi. Trồng mấy cây quất nó rất là lực, quả nó rất là to anh em ạ. Mình chỉ thích mấy cái cây bé bé như này thôi anh em ạ. Nhưng mà những cái cây mà người ta đã treo biển ấy là người ta đã bán mất rồi. Đây là người ta treo biển kiểu này là anh em này. Đấy, là bán rồi này. Lại thì bây giờ còn 3 tuần nữa đến Tết thì nên chọn được các quả nó hơi xanh xanh một tí. À, ví dụ như cây này là bị chín quá này. Này mọi người nhìn này, bạt ngàn là quất luôn. Nhưng mà thông thường là những cái cây mà để ở sâu ở trong ấy, thì là những cái cây có thể là nó không được đẹp nữa rồi. Những cây đẹp người ta sẽ bày ra ngoài trước. Thì đây là vườn quất Tứ Liên nha mọi người nhé. Mình quay qua một số cái cảnh cho mọi người xem. Kênh mình thì cũng có một vài bạn ở nước ngoài ấy. Chắc chắn là mình nghĩ là những cái cảnh này các bạn sẽ rất là thích đúng không? Xem như này, những lúc như này sẽ thấy rất là nhớ nhà này. Đấy anh em ạ, thì mình quay lại một vài các cái cảnh cái vườn quất ở Tứ Liên ấy để mọi người có thể tham khảo nhé. Nói chung là gần Tết thì mình rất là thích đi những cái chỗ như này. Hôm nay thì là cái ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 rồi.
Thời tiết quá đẹp và quá thuận lợi luôn. Ôi tội hôm nay thì chìm hơi buồn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé.